Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin cho biết nhiều người dân Hoa Kỳ tin tưởng ông James Comey hơn Tổng thống Donald Trump. Cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cựu giám đốc cơ quan điều tra liên bang FBI James Comey hiện đang ngày một trở nên căng thẳng, trong bối cảnh không có nhiều người dân Hoa Kỳ chọn tin tưởng lời giải thích của họ. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây do đài truyền hình ABC và hãng tin Washington Post tiến hành cho thấy có hơn 48% người được khảo sát chọn tin tưởng ông James Comey, trong khi số người tin tưởng ông Donald Trump chỉ đứng ở mức 32%. Vào tháng 5 năm 2017, ông James Comey bị nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc sa thải khi đang giám sát cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 tại Hoa Kỳ, vốn đã giúp cho ông Donald Trump mang về chiến thắng vang dội, đánh bại đối thủ Hillary Clinton.